Em ký giùm chị này nha. Dạ. Hai mặt luôn nha. Dạ rồi. Mày hả? Tại sao mày cãi lời tao hả? Trời ơi cô, có gì từ từ nói, cô làm gì vậy? Từ từ cái gì? Im cái miệng mày lại. Chuyện nhà người ta biết gì giờ mà xé vô. Thôi mẹ, chị xin lỗi em nha. Mẹ. Mẹ mẹ cái gì? Hả? Cô quá đáng rồi, cô đi, cô làm ồn quá vậy? Quá đáng quá, quá đáng quá. Mẹ con xin mẹ mà. Chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Hả? Đây là... Dạ, em xin lỗi anh. Mẹ em tới tìm em có chút việc thôi. À, dạ chào cô. Cô ơi, tại tụi con đang trong giờ làm việc á, cho con xin phép mời cô ra ngoài nha. Mới ra ngoài cái gì? Con đang làm ở đây thì tao mới tới đây, chứ phải tự nhiên tao tới mà mời ra ngoài. Mày nữa, tao biểu mày đi về nhà nghe chưa? Mày không nghe lời tao á, mày biết tại tao. Mẹ, con có làm sai cái gì thì về nhà nói. Ở đây là chỗ làm của con, mẹ tới đây làm gì? Tao ở nhà nói mày có nghe không hả? Bộ tao ham lại đây lắm phải không? Tao nói cho mày nghe, tại sao tao kêu mày ở nhà cho người ta lại coi mắt, mà mày mốt hai mày đi là sao? Con đi làm mà chứ đâu phải con đi chơi đâu mẹ. Mày đi làm cái gì? Mày nhớ lại đi, mày bao nhiêu tuổi rồi? 30 tuổi đầu rồi. Rồi mày chống con bắt mày dòm tao đi. Tao già lắm rồi mà, tao sắp theo ông sao bà rồi. Vậy á mà mày cũng nhất định mày không chịu lấy chồng hả? Mày cãi lời tao như vậy mày nghe được coi được không? Mẹ, hôm nay đang đông người lắm, mẹ nói nhỏ nhỏ thôi. Nói nhỏ là sao? Mày sợ mất mặt mày chứ gì? Mày có biết cái mặt của tao không? Hả? Mày không chịu lấy chồng mày thế. Rồi ở trong xóm đó người ta dèm pha, người ta dè biểu, người ta nói này nói kia tao. Mày biết tao áp lực lắm không? Tao cũng mắc cỡ lắm đây nè. Vậy chứ bây giờ con làm sao mẹ mới vừa lòng? Mẹ bắt con nghỉ việc, đi cắt biết bao nhiêu là cái duyên ngầm, rồi đi gặp đủ người hết á, nhưng mà không hợp. Thì bây giờ con đành chịu thôi. Không lẽ bây giờ mẹ bắt con nghỉ việc nữa, rồi sếp đuổi còn sao? Không chồng không chết, nhưng mà không việc làm là chết đói đó mẹ. Cô à, con thấy bé Thành nói đúng á. Có chuyện gì á thì cô dắt bé về. Tại vì cũng đang trong giờ làm việc của tụi con á, nó sẽ ảnh hưởng tới công việc của tụi con rất là nhiều. Ảnh hưởng cái gì? Biết cái gì mà xé vào chuyện nhà người ta? Mày không đi về bữa nay á, mày coi tao quậy banh cái công ty này luôn. Cô, cô, mẹ cô, cô. Mẹ không biết mẹ mà. Em đưa mẹ về đi. Dạ. Anh ơi, vậy bữa nay anh cho em xin nghỉ bữa nha. Ừ, đưa mẹ về đi. Đi về nè, không về với mẹ nè. Dạ, không ưa nặng hả? Dọn lại đi. Dạ. Bác với em Thanh mới về ha. Thanh, đứng lại. Mẹ. Mẹ cái gì? Mày mà không ngồi xuống đó, tao chết cho mày vừa bụng nghe chưa? Em ngồi đi em. Mẹ không biết ông Hoàng là nổi tiếng lông bông ở cái khu này, mẹ còn giới thiệu cho con nữa. Bộ con tệ dữ lắm hả? Còn hơn cái chữ tệ đó. Mày biết mày bao nhiêu tuổi rồi chưa? 30 tuổi rồi còn chưa có chồng nữa mà không chịu tệ hả? Con người ta hồi xưa nó lông bông, bây giờ nó thay đổi rồi, nó biết lo làm ăn, nó mở cái tiệm sửa xe ngoài đầu hẻm kìa, mày biết không? Con 30 tuổi, nhưng mà con cũng đâu phải là cái hàng mà đã qua tay ai đâu. Mày được là cái hàng qua tay á, cũng may. Phải chi mà duyên dáng hay ho á, thì đã lấy chồng lâu rồi, đâu có còn ế dài dài tới bây giờ. Mày ngồi xuống đó cho tao. Mày không ngồi hả? Tao chết liền cho mày coi. Ba uống nước đi bác. Em uống nước này Thanh. Anh làm gì vậy hả? Đâu đâu có gì đâu, anh chỉ mời em uống nước thôi. Con dở cái trò gì nữa hả? Mẹ, mẹ không thấy ông cố tình ông sàm sỡ con, ông dê con kìa. Không có bác, con gót nước mời em Thanh, mà thấy em Thanh không uống thì con mới lấy tay con đưa vô ly nước thôi. Mở cái lỗ tai mày nghe chưa? Người ta đàng hoàng, người ta vịn cái tai mày, mà mày nói người ta dê dẫm cái gì? Mày bao nhiêu tuổi rồi? Mày nhỏ lắm hả? Mày con gái mới lớn phải không? Đụng tới này dê, có bắt miếng thịt rồi chưa? Biết còn không biết á, còn phải là con của mẹ hay không nữa? Thanh! 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 Không sao đâu bác, chắc là Thanh chưa quen với con thôi. Mà tính cách Thanh vậy là chắc Thanh không chịu lấy con rồi. Không phải đâu con, cái tánh nó vậy đó, chứ nó không có gì hết trơn á, nó mắc cỡ thôi à, con đừng có suy nghĩ cái gì nghe không? Dạ. Con chỉ buồn là quà sính lễ đồ con chuẩn bị hết rồi, mà nếu thái độ Thanh vậy là chắc là không chịu lấy con đâu.
Không có đâu. Thiệt tình á, miễn sao con thương nó, con chịu cưới nó là sao cũng được hết trơn á. Em nói vậy thôi, chứ vợ chồng á cứ cưới nhau đi, rồi về mình ở với nhau, bù đắp cho nhau, rồi từ từ á cái tình cảm nó phát sinh ra hà. Con đừng có lo chuyện đó nghe không. Đàn bà con gái á nó dễ cảm động lắm, dễ mũi lòng. Nhưng mà cái cốt lõi là Thanh không có chịu gặp con. Gặp con cái né vậy sao mà con có cơ hội tiếp xúc được bác? Cái chuyện đó con cứ yên tâm đi, để đó bác lo cho. Dạ, chăm sự nhờ bác hết ha. Thanh, đi đâu đó? Dạ, con đi làm. Vô đây uống ly sữa đi rồi đi. Ồ, sao tự nhiên bữa nay mẹ bắt con uống sữa nữa vậy? Tôi pha rồi, tôi đem ra tới đây, làm ơn uống giùm tôi đi. Được chưa? Được rồi, để con uống. Uống thêm nữa đi. Bỏ đó rồi ai uống hả? Uống hết đi. Được chưa? Giờ con đi làm á nha. Không có đi làm đi liếc gì hết á. Không có chịu lấy chồng á là đừng có học đi ra khỏi nhà, nghe chưa? Mẹ ơi, chuyện chồng con là chuyện dài lâu, chứ đâu phải mẹ ép con một cái là có liền được đâu. Sao mà không có liền? Người ta đã chuẩn bị sính lễ hết trơn rồi, bây giờ chỉ cần con chịu à là nó qua nó cưới liền. Nhưng mà con không có thích anh ta. Thôi bây giờ mẹ đừng có nói chuyện này nữa, con đi làm á. Ngồi yên rồi đó. Không thích á thì cũng phải lấy. Mày mà không chịu lấy chồng á, con cãi cha mẹ, trăm đường con hư nghe mày. Nghe chưa? Không có được bước ra khỏi nhà. Đừng có học đi ra khỏi nhà bữa nay. Nhưng mà bây giờ mẹ nói lý lẽ một chút được không? Tao là mẹ mày, không có lý lẽ gì hết. Tao nói ở nhà là ở nhà. Sao mẹ? Xong rồi. Bây giờ nó ngủ mê man, con vô lẹ lẹ đi, rồi xong rốt rẽn về lo đem đồ qua đám cưới nghe không? Mà thôi mẹ ơi, con sợ Thanh tỉnh dậy rồi mất công mà Thanh kiện hoặc là trách móc mình nữa mẹ ơi. Không có chuyện đó đâu, con Thanh nó hiền khô hà. Với lại á, bác là mẹ của nó mà, bác làm như vậy cũng tốt cho nó thôi. Bác phải dùng tới cách này á thì nó mới chịu lấy con. Dạ, vậy thôi con vô chổng nha mẹ. À, mà con nè. Dạ. Bác có điều này á muốn nói với con. Sau này á con cưới con Thanh về rồi á thì con nhớ thương yêu nó, chăm sóc nó, đối xử tốt với nó nha con. Dạ, mẹ yên tâm đi, con thương em Thanh thật lòng. Con dùng cả tính mạng của con á để con hứa với mẹ là con sẽ chăm lo, chăm sóc tốt cho em Thanh cả cuộc đời còn lại luôn. Mẹ yên tâm nha. Con vô á. Từ từ mà. Từ từ. Nghe lại em đi. Hai người làm cái trò gì vậy? Cô này là ai? Cô là ai mà dám ngủ với chồng của tôi hả? Cô đó. Đúng rồi. Cái gì vậy? Anh này, điên hả? Làm mày đánh người ta vậy? Có bị khùng không? Tôi về nhà trước đi. Có gì anh alo ha. Dạ, có gì anh gọi em nha. Ừ. Bớt khùng chưa? Hả? Bớt khùng được chưa? Anh dẫn cái con đó về nhà ngủ trước mặt tôi nè. Mà anh giữ tôi điên khùng. Anh bắt tôi bình tĩnh là sao? Rồi sao? Thích dẫn nhà được không? Tôi nói cho cô biết, chẳng phải trước giờ cô luôn xem thường tôi sao? Cái này tôi này kệ tôi, mắc mớ gì cô đồng đồng lên hả? Nhưng mà tôi là vợ hợp pháp của anh, tôi đã chấp nhận hy sinh mọi thứ. Anh đụng chân đụng tay với tôi không nói tới,
Tôi hy sinh cả công ăn việc làm để ở nhà thành con cho anh. Tôi còn bỏ tiền ra để dọn dẹp mấy cái đống nợ nần của anh. Tôi chấp nhận lo cho anh mọi thứ, nhưng mà tôi không thể nào chấp nhận một người chồng phản bội cho anh hết. Đúng rồi. Mắc cười quá à. Nè, tại vì là cô có bầu nên cô mới chịu lấy tôi, chứ bây giờ cô không có bầu á, chắc gì làm vợ của tôi. Với lại á, bây giờ cô có chữa trình hình như thế này á, tôi mà không lấy cô á thì con ma nó mới lấy cô á. Cô phải cảm ơn tôi mới đúng chứ. Nếu mà anh nói như vậy thì được rồi, tôi với anh ly dị đi, tôi không thể nào sống với anh được nữa. Cái gì? Mày muốn ly dị hả? Ly dị hay không á, không tới lượt của mày, là tao quyết định, mày hiểu không? Tao tốn rất nhiều công sức để có được mày, xính lễ này kia, mẹ của mày ăn của tao ngậm họng á, tao không dễ gì buông tha cho mày đâu, hiểu chưa? Cái gì mà sầm vậy hai đứa? Mẹ. Mẹ, con mới về nhà mẹ có mấy ngày à, thấy anh dắt bồ dí về nhà ngủ trước mặt con đó mẹ. Mẹ, cô ta đổ quan cho con đâu có dắt ai đâu, con đi làm tối ngày. Với lại tính của con mẹ thường hiểu rồi, con mới về tới nhà đặt lưng chút xíu mà tự nhiên cô ta sòng sọc vô rồi đòi ly dị con, nên dựng lên câu chuyện này mẹ. Anh nói sao? Anh nói sao? Con điên rồi hả? Vợ chồng sống với nhau thì từ từ tình cảm nó bồi đắp chứ. Con bao nhiêu tuổi rồi, con đâu phải nhỏ nữa đâu, làm cái gì mình cũng phải suy nghĩ chứ. Hở một cái á là đòi ly dị. Con tưởng con ly dị ra con sung sướng lắm hả? Một đời chồng, một đứa con, đàn bà một mình nuôi con cực khổ lắm con biết không? Đã vậy thì thôi, mới về đám cưới hà, bây giờ ly dị, bà con chồng sớm người ta biêu ríu, người ta cười thúi cái mặt mẹ đây nè, mẹ còn dám nhìn ai nữa? Sau này á, ai dám ngó tới con, ai dám lấy con nữa hả Thanh? Nhưng mà con không biết đâu, bây giờ con cực khổ cỡ nào con cũng phải ly dị, con không thể nào sống với anh ta được nữa. Con quyết định ly dị chứ gì? Dạ. Con để tang mẹ đi rồi con ly dị. Mẹ. Mẹ. Nghe nói chưa? Cuộc chơi này á, tôi quyết định. Mẹ ơi, để con đưa mẹ về. Thanh ơi, Thanh ơi, con đừng có bỏ mẹ con ơi, con đừng có làm cái gì dại dột nữa con. Thanh ơi, con làm cái gì vậy con ơi, con đừng có dại dột. Con ơi, Thanh ơi. Mẹ ơi, con biết mẹ vì yêu thương con, lo lắng cho con sống cô độc. Nhưng mẹ có biết không, nếu như chị dì lớn tuổi mà con phải cưới đại một người nào đó thì chỉ mở ra bi kịch, tiếp nối bi kịch thôi. Từ khi mà cưới anh ta, con chưa được một lần sống trong yên bình. Con mất hết tự do, mất hết công việc, mất hết tiền bạc và mất luôn sức sống của một người con gái. Cả cuộc đời sống trong đau khổ, không tình yêu, không có hạnh phúc. Vậy liệu nó có phải là con đường hạnh phúc không mẹ? Thanh ơi, con tha lỗi cho mẹ đây Thanh ơi. Thanh ơi, mẹ xin lỗi con. Ông buông tôi ra coi, tôi phải đi tìm ba mẹ ruột của tôi. Ba làm gì có tiền đi xét nghiệm ADN con? Lúc nào cũng lấy cái lý do là không có tiền để mà biện minh cho ông là ba nuôi của tôi đúng không? Vi đừng đi con. Đúng đó. Ây da, ây da, ây da. Bây giờ ông nhắn với ba mẹ ruột của tôi trả nợ giùm tôi đi. Trời ơi, con làm gì mà mắc nợ? Mà nợ bao nhiêu? 100 triệu.